Biển Đông sắp đón bão dị thường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, có thể vào Biển Đông và sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Bắc Bộ rét đậm, rét hại kéo dài đến đầu năm 2019. Đến trưa ngày 30 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết thêm, các mô hình dự báo của Mỹ và Nhật cũng cho rằng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, khả năng sẽ quét ngang mũi Cà Mau hoặc lệch xuống phía nam mũi Cà Mau vào khoảng ngày 3 tháng 1 năm 2019. Nguyên nhân là do không khí lạnh có cường độ mạnh tràn về dồn dập, đẩy tâm bão lệch về phía nam. Cơn bão này cũng sẽ gây mưa trái mùa trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Thường thì thời điểm này rất hiếm khi xuất hiện bão, đây là hiện tượng thời tiết cực đoan trong lịch sử ngành khí tượng. Song, các hình thái thời tiết dị thường này lại xuất hiện với tần suất nhiều hơn trong vài năm gần đây. Vẫn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh từ ngày 28 tháng 12 sẽ tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ C, vùng núi và vùng Trung Du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C. Đến ngày 29 tháng 12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trời rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3, ngày 4 tháng 1 năm 2019. Từ đêm nay đến ngày 31 tháng 12 ở vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Máy bay Vietjet rơi ở Buôn Ma Thuột là do lỗi của phi công. Cục trưởng hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, ban đầu xác định nguyên nhân máy bay Vietjet rơi bánh trước khi hạ cánh ở Buôn Ma Thuột ngày 29 tháng 11 do phi công cho máy bay tiếp đất sai cách bằng bánh trước. Ngày 27 tháng 12, tại cuộc họp về an toàn trong hoạt động hàng không, Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh Việt Thắng cho biết, tổ điều tra đã có báo cáo sơ bộ về sự cố máy bay Vietjet rơi bánh trước khi hạ cánh ở sân bay Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân được xác định do máy bay tiếp đất không theo phương thức chuẩn, cụ thể phương thức hạ cánh chuẩn là bánh sau tiếp đất trước, bánh trước tiếp đất sau. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Hàng không, sau khi giải mã hộp đen máy bay xác định, cơ trưởng đã cho bánh trước hạ cánh trước, trong khi thiết kế của máy bay không cho bánh trước tiếp đất trước mà là bánh sau. Hiện đang chờ thêm kết luận của Cơ quan điều tra sự cố hàng không châu Âu. Nhưng cơ bản nhận định, phi công tiếp đất có lỗi khi ngắt hệ thống lái tự động hơi sớm. Về quy trình không sai, nhưng trong điều kiện kỹ thuật bình thường không nên tắt sớm. Trường hợp này có thể kéo dài, thoát lên để bay lại, nhưng tổ bay không xử lý được, ông Thắng nói. Vẫn theo người đứng đầu Cục Hàng không, hiện máy bay gặp sự cố trên vẫn lưu lại tại sân bay Buôn Ma Thuột, dự kiến phương án sẽ sửa chữa máy bay ngay tại sân bay này. Cũng tại cuộc họp, ông Đinh Việt Thắng cho hay, vụ máy bay Vietjet hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh vào ngày 25 tháng 12 xuất phát từ quá trình máy bay quay lại hạ cánh tại Cam Ranh do có cảnh báo mất áp suất thủy lực của càng trước. Trong quá trình hạ cánh, lái chính người Philippines quá chú trọng tới tình trạng càng trong khi lái phụ người Việt đang thực hiện thao tác thả càng. Vì vậy, lái chính đã mất tập trung, lệch hướng hạ cánh khi tiếp cận đường băng. Không lưu phát hiện và đã nhắc lái chính hướng tiếp cận, tuy nhiên tổ lái không điều chỉnh kịp và hạ vào đường băng xây dựng xong chưa khai thác. Chủ tịch Đà Nẵng cả thường vụ đồng ý bán đất cho Vũ Nhôm, chỉ mình tôi là không. Trong buổi tiếp xúc báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với cử tri quận Thanh Khê sáng ngày 27 tháng 12, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố nói khá nhiều về việc cá nhân từng bị Trung ương kỷ luật. Trả lời trước cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết trên cương vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông bị kỷ luật với 3 vi phạm, trong đó ông phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của tập thể thường vụ thành ủy. Cụ thể là sai phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, đô thị. Ông Thơ cho rằng trong tập thể thường vụ có 15 người, không phải ai cũng sai phạm như nhau, nhưng theo quy chế xử lý thì tất cả phải chịu. Tập thể dù chỉ có một vài người làm sai thì những người còn lại cũng phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng lấy ví dụ về chủ trương bán chỉ định lô đất vàng mặt tiền đường Bạch Đằng rộng 3.000 m2 là trụ sở Cục Hải quan cũ cho Vũ Nhôm. Vụ này, một cơ quan trung ương có văn bản gửi thành phố giới thiệu đề nghị giao đất cho công ty Bắc Nam 79 của Vũ Nhôm.
Ủy ban chúng tôi có đồng ý đâu, bản thân tôi cũng không có đồng ý đâu. Cuối cùng đưa ra thường vụ quyết, tất cả giơ tay hết, chỉ mình tôi không. Tôi không chấp hành, nhưng mà thường vụ đã quyết định rồi, thiểu số phải phục tùng đa số. Tôi nói với bà con cho rõ như thế này, kể từ đó thành phố chấm dứt chuyện giao đất trực tiếp cho mấy công ty như vậy. Mặc dù sau đó nhiều chuyện đã xảy ra với tôi, nhưng bây giờ kết quả đã rõ, tất cả những người làm chuyện đó đều đã vướng vào vòng lao lý. Liên quan đến chuyện đó, tập thể bị kỷ luật nên cá nhân tôi cũng bị kỷ luật, ông Thơ nói. Sau những vi phạm của tập thể và cá nhân mình, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng việc ông sẽ bị điều chuyển công tác hay vẫn nắm giữ chức vụ là việc của Trung ương. Ông Thơ chia sẻ, Trung ương cảm thấy còn dùng được thì để dùng, không thì người ta điều đi. Tôi năm nay đã 57 tuổi rồi, thời gian cũng không còn nhiều nên Trung ương quyết định sao mình đồng ý luôn vui vẻ. Chủ tịch Đà Nẵng cho biết bản thân phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm về trật tự đô thị, xây dựng trái phép, cấp quận, huyện, sở ngành quản lý yếu kém đã bị kỷ luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phải chịu trách nhiệm. Nói về vi phạm trong kê khai tài sản, Chủ tịch Đà Nẵng cũng thẳng thắn trước cử tri rằng trước đó có đơn tố cáo ông sở hữu nhiều nhà đất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau đó đã vào cuộc điều tra và kết luận không có chuyện này. Tuy nhiên, ông có vi phạm trong kê khai tài sản là cổ phiếu cổ tức sở hữu ở các nhà máy thép Đa Na Úc và Đa Na Ý. Ông Thơ giải thích, hồi năm 2006, bà xã dồn được 500 triệu có đi mua ít cổ phiếu của Đa Na Ý và Đa Na Úc bán trên thị trường. Vì không có để ý nên không có kê khai khoảng gần 200 triệu lợi tức cổ phiếu nên tôi bị kỷ luật. Vì chủ tịch thành phố cho rằng bản chất việc cá nhân mình bị Trung ương kỷ luật là vì các lý do như trên chứ không có chuyện tiêu cực nào. Đổ xăng đi ô tô, xe máy, dân sắp chịu thêm một loại phí mới. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 6 bộ là Bộ Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường đề nghị xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trên khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, bao gồm đối tượng chịu phí, mức thu phí, cách thức tính phí, cơ chế thu nộp phí, quản lý và sử dụng phí. Các đề xuất này gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu, trình chính phủ ban hành nghị định, quy định thu phí theo thẩm quyền. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các bộ phân công đơn vị chuyên môn phối hợp với bộ này trong quá trình nghiên cứu dự thảo nghị định và trình chính phủ ban hành nghị định quy định thu phí. Trước đó, tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu, trình chính phủ ban hành nghị định quy định thu phí. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải của hai bộ này, cho nên Bộ Tài chính tiếp tục có công văn thúc giục. Như đã nói ở trên, theo Bộ Tài chính, ngày 16 tháng 10 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trong đó có nội dung Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Hiện nay, theo quy định tại luật phí và lệ phí, có hai khoản phí bảo vệ môi trường đang thu là phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Năm 2015, số tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là hơn 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2017, con số này đã tăng lên được 2.100 tỷ đồng, chủ yếu là từ nước thải sinh hoạt. Với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, năm 2015 thu được hơn 1.900 tỷ, đến năm 2017 thu được gần 2.500 tỷ đồng. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án kiểm soát khí thải đối với mô tô, xe gắn máy, đồng thời triển khai thu phí ô nhiễm môi trường các phương tiện tham gia giao thông. Trước đó, ngày 28 tháng 8 năm 2018, Hà Nội đề xuất thu phí phương tiện cơ giới và một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào. Đề xuất quy định mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải lưu hành của phương tiện xe cơ giới đường bộ.
thông qua đăng kiểm phương tiện.